Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý vị quan khách có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay tôi rất vinh dự được gia đình cũng như các cụ, các ông, các bà họ nhà trai ủy quyền tôi làm trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn họ nhà trai. Lời đầu tiên tôi xin gửi tới trên các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý vị quan khách một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, và xin cảm ơn sự đón tiếp thật là nồng hậu, thắm tình, thắm nghĩa của các cụ, các ông, các bà họ nhà gái đã dành cho phái đoàn họ nhà trai chúng tôi. Hôm nay phái đoàn họ nhà trai chúng tôi đến đây gồm có các cụ, các ông, các bà cùng cô, dì, chú, bác hai bên nội ngoại của cháu Nghĩa, và đặc biệt là có sự hiện diện của bà Vũ Thị Luyến là mẹ của cháu Nghĩa. Vâng, kính thưa trên các cụ, trải qua quá trình thời gian tìm hiểu của hai cháu Văn Nghĩa và Phương Ngoan, và được sự vun vén của hai bên gia đình, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình ông Ngọ và bà Luyến cùng phái đoàn họ nhà trai chúng tôi có sinh lễ ăn hỏi và lễ xin cưới đến để thưa chuyện với các cụ, các ông, các bà họ nhà gái cũng như ông Tùng và bà Huế. Kính mong các cụ họ nhà gái kính cáo với gia tiên để hai họ, hai gia đình kết tình thông gia để cho hai cháu chính thức được lên duyên vợ chồng. Và sau đây là lễ ăn hỏi, kính mong các cụ, các ông, các bà họ nhà gái chấp nhận. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi quý vị đã được lắng nghe đôi lời chia sẻ vô cùng tuyệt vời và ý nghĩa cũng như xúc tích đầy đủ của bác trưởng đoàn đại diện họ nhà trai. Thưa quý vị thân cùng lắng nghe những ý kiến phát biểu, nhận lời và đáp từ của bác trưởng đoàn đại diện họ nhà trai trong buổi sáng nay. Trân trọng kính mời bác. Vâng, nhà gái xin mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà đại diện hai họ, hai gia đình. Kính thưa các vị khách quý của hai gia đình và bạn bè của hai cháu. Sau một thời gian tìm hiểu, hai cháu Loan và Nghĩa đã nhất trí để đi đến xây dựng hạnh phúc gia đình trong năm thứ năm. Được sự vun vén của hai gia đình, hai họ và cho phép của chính quyền địa phương, hôm nay hai gia đình, hai họ tổ chức lễ ăn hỏi cho hai cháu Nghĩa và Loan. Vừa rồi các cụ, các ông, các bà, hai họ và toàn thể hội trường đã được nghe ý kiến phát biểu của vị quan viên họ nhà trai đối với lễ ăn hỏi và lễ xin cưới. Lời hát lần này được phép thay mặt cho đoàn quan viên họ nhà gái, chúng tôi xin được có ý kiến như sau. Trước hết, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các vị khách quý và bạn bè của hai cháu đã bớt chút thời gian sắp xếp công việc để về dự buổi lễ ăn hỏi của hai cháu Nghĩa và Loan ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà và quan quý khách. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, đón đoàn quan viên họ nhà trai hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đoàn quan viên họ nhà gái gồm đại diện các cụ, các ông, các bà bên nội, bên ngoại của gia đình ông Tùng, bà Huế. Ngoài ra còn có các vị khách quý của gia đình từ nhiều miền tổ quốc cũng đã về đây để dự lễ ăn hỏi của các cháu ngày hôm nay, và bạn bè của hai cháu xin được trân trọng giới thiệu với mẹ.
Đối với ý kiến của gia đình họ là sai, thì lẽ hỏi gia đình chú Tư sự đồng ý nhất trí với ý kiến của nhà trai. Cụ thể là sau khi nhận lễ xong, gia đình chúng tôi sẽ đưa lễ lên làm lễ gia tiên để kính cáo với tổ tiên, tiếp tục phù hộ quan tâm đến việc xây dựng hạnh phúc cho các cháu. Sau đó xin mời các cụ, công bà, sư nước, sư chồng để nhìn lại chúc cho các cháu. Sau lễ ăn hỏi thì hai gia đình sẽ tiếp tục trao đổi hoàn hảo của những ngày sinh cưới. Trước khi dừng lời, thay mặt gia đình họ nhà gái, chúng tôi xin được trân trọng kính mời các cụ, công, các bà, hai họ, hai gia đình, các vị khách quý của hai gia đình, sư nước, sư chồng, sư nước, mừng hạnh phúc cho hai cháu. Xin chân trọng cảm ơn.